Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, thông báo với các bạn luôn một cái tin rất là vui, đó chính là đã xuất hiện được cái thành viên Heroic Kamas rồi các bạn à. Một nhân vật rất là đẳng cấp và tầm cỡ luôn hen. Và hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ về cái bé Yukute này nha. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các khu vực những thành viên kết bạn với Hentai Channel các bạn à. Bạn nào chưa kết bạn thì đừng quên bấm vào nút kết bạn nha. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Hentai Channel nha, để các bạn sẽ xem được những cái tập mới, những cái thành viên VIP và thậm chí những cái con mới ra của Dragon City luôn. Chưa ở đâu có nhưng mà ở kênh Hentai Channel sẽ xuất hiện cho các bạn nha. Ok, còn bây giờ anh em mình sẽ đi trải nghiệm nhẹ với đội hình của tem bạn. Đây, xem coi anh em mình hôm nay gặp ai đây. Vô kèo nha, để tốc độ quýnh nhân 2 thôi, chứ tốc độ quýnh nhân 3 thì nó lẻ quá. Sức mạnh đến từ Kamas các bạn à. Wow. Rồi, một hiệp nha. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là... Đâu rồi? Ui, cái bạn này đi ha. Bạn kia sau đội hình thấy cũng khá lắm mà vô nhìn tem quả chạy đậu quá cơ. Rồi, lần này thì anh em mình lụm nhẹ tem bạn đi ha. Let's go. Wow. Rồi, tới công chuyện rồi. Wow. Wow, ngon lành nha. Hết sảy luôn. Sương sương nãy giờ là anh em mình gõ được hai hiệp rồi nha. Anh em thấy những cái thành viên wow, những cái thành viên mới này như thế nào hen? Đừng quên cho hắn tới ý kiến nha. Đây. Rồi, vô kèo. Wow, ổn hen. Rồi, thử sức mạnh đến từ bé yêu này xem. Một nguồn năng lượng siêu to khổng lồ vừa được xuất hiện các bạn à. Wow, ngon lành ha. Rồi, tới công chuyện luôn. U la la, quá tuyệt vời các bạn à. Victory. Ui cha cha, bây giờ anh em mình sẽ gõ các bạn Kakele đi ha. Đây, thấy bạn này cũng khá là mạnh mẽ. Rồi, anh em mình sẽ vô chiến đấu với một cái thành viên mạnh mẽ này xem như thế nào nha. Let's go. Wow. Rồi. Ô la la, bật được cái chiêu kích hoạt knockout các bạn à. Ôi ôi, quá tuyệt vời luôn anh em mình, vả một phát tay bạn lên bạn đếm số ngồi liền. Quá ghê gớm ha. Wow, cuối cùng cũng phải nhờ đến trùm cuối Kamas ra để giải quyết cái chuyện này. Ui, ngon lành. Tính ra là bạn này cũng khá là khỏe nha, bụp hết hai thành viên team mình, chỉ còn lại một bé duy nhất.
là Kamas để có thể gồng gánh cái tem. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ úp bụi ha. Đây anh em mình lụm nhẹ bạn úp bụi này xem. Wow, mang mấy con xịn xịn này ra chiến đấu cho máu nha cả nhà. Rồi anh em thích Hunter review về bé rồng nào, đừng quên để lại bình luận cho Hunter biết với nha. Và đừng ngại gì mà thả cho mình một like với cái nút ngón tay đưa lên đó cả nhà ơi. Ôi cái con này, cái con này level 40 các bạn à. Mà tay bày sao nó để có một con vậy nhờ. Mấy cái bạn này thiệt tình, mốt chỉnh đồ hình lại hết nha. Anh em nào trong anh em nào kết bạn với mình chỉnh đồ hình là hết là ba con mạnh mạnh của tem nha. Cái gì đâu mà vô gặp mấy cái thành viên khiều khiều mấy cái, tôi nghĩ sao? Nghĩ sao khiều có hơn con một à. Ít ra cũng được hai ba con rồi cho nó nhìn sướng sướng tí nha cả nhà. Gì đâu mà anh em làm HNT gọi là không biết đường đỡ luôn. Wow, vô kèo. Wow, ngon lành ha. Lắm. Ui, knock out. Nó không còn máu nữa mà nó cũng knock out nữa mới cay. Rồi, hãy cao mask của anh em mình ra làm việc. Wow, mới gặp nhau thôi mà team bạn nó không chịu nổi rồi. Cay nha. Đó, hôm nay là anh em mình ra múa lửa sương sương thôi là thấy cũng gắt quá ha các bạn. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực nữa, đó chính là khu vực arena đi. Đây, vô đây chiến đấu cho vui nha cả nhà. Anh em mình cần úi cha, wow. Cây nha. Hệ Kamas mà vô đây quýnh thì ai chịu cho nổi chứ men. Ôi. Rồi anh em mình sẽ giác cái đội hình này. Và chắc có lẽ là mình sẽ bật thêm cái khiên đi các bạn ơi. Ui cho cái khiên mình không xài được lúc mới đâu. Rồi vô kèo anh em ơi. Rồi lắm. Trước mắt là anh em mình đổi đội hình trước đi ha. Không được các bạn. Trời ơi đội hình mạnh quá. What? Bây giờ đổi nữa là tốn tới 2 viên game là tốn tiền đấy. Thôi anh em mình tranh thủ nha. Wow. Rồi vô kèo. Ok. Lắm. Rồi anh em mình thì tranh thủ hạ trước. Ủa chắc không nổi luôn hả cây nha. Ôi ôi mình nghĩ ra là mình hạ được con này rồi đó cả nhà. Ai ngờ đâu là wow. Rồi bật. Ui cha cái khả năng hút máu con này nó bèo như con mèo luôn vậy. Chơi gì sao quên. Ôi gặp toàn mấy con ít hai sát thương với mình, không là mình lên dễ sớm luôn á cả nhà. Wow cố lên nào. Rồi ca này thì anh em mình sẽ nhờ đến bé yêu này nha. Lắm. Tem bạn thì còn con Heroic, mà mong còn con Heroic nó không có đam với mình ấy. Nếu mà đam là mình mệt mỏi lắm luôn. Wow và cái khả năng hút máu lên nè. Sau đó thì sát thương nhân 2. Sát thương nhân 2 và chắc mình vả nó không biết đủ đam không nhờ. Cao lắm lên được 200. Mà 200 thì làm gì đủ. À, con này hút máu một cái đi. 102. Rồi rồi bị sát thương nhân 2 rồi. Wow. Đó thấy chưa, đưa ra là con này bị lụm liền. Bởi vậy là anh em mình phải dựa vào cái bé này mới được.
Ok, rồi. Ấy chắc căng nha. Né tiếp các bạn ơi. Bây giờ thì đội hình tên bạn nó khủng quá rồi. Bây giờ anh em mình làm sao kiếm cái đội hình mà nó vừa vừa thôi. Rồi, ca này chỉ đem con này vô trốn nè. Bây giờ thì mình sẽ mang cái bé yêu này ra nè. Đây, lắm. Wow. Rồi bây giờ anh em mình xài chiêu đặc biệt nha. Ôi cha cha. Ôi ngon. Rồi vị trí này anh em mình sẽ nhờ đến cái bé yêu này đi. Wow. Chỗ này thì chắc có lẽ là anh em mình sẽ nhờ đến cái con này ha các bạn. Đây. Ôi con mình trồng máu nó yếu là mình mừng rồi. Ôi cha con này nó đam với mình hả? Cây nha. Đúng là muốn sống bình yên mà không được. Này nó bắt mình phải hộ báo cho mẫu giáo không à. Thiệt tình. Hút máu thì bây giờ không cho hút. Lượng máu thì ít xịt. Rồi, ca này mong rằng bé này đủ đam đi các bạn. Đây. Chiêu này là đam to nhất nè. Wow, được rồi. Rồi, trùm cuối ha. Lắm. Ui, victory các bạn à. Đây, tiếp tục coi. Ui, né nữa. Kiếm cái tem nào nó vừa vừa thôi. Cái tem mạnh quá nên mình quýnh không nổi. Ở chẳng hạn như tem này nè. Đó, nhìn vô là thấy ok rồi. Wow. Đây, cho hàng xịn ra lụm nha. Wow, nhẹ nhàng thế nha. Lụm xương xương ba em ngọt xớt ha. Rồi, chỗ này thì sao? Ôi cha, càng ngày là nó càng khó các bạn ơi. Nó không chịu gì dễ cho anh em mình dễ thở gì hết. Rồi, vị trí này thì chúng ta sẽ đến với là... Ui, nó vả con bên trong. Vẫn là hành động ấy. Wow. Rồi, pha này thì chắc có lẽ là tính sao giờ các bạn? Anh em mình còn có miếng máu mà bây giờ tên bạn nó còn cái con này còn 100.000 máu. À đúng rồi, mình cho con này ra trước các bạn. Rồi, ok. Rồi, vị trí này thì chúng ta sẽ nhờ đến cái bé này. Ui chà, cái con này nó đam với mình. Mình ra nó vả mình là mình tắt thở nữa. Nó khó cái chỗ đó đấy. Rồi, vị trí này ha. Dấu ấn rồng xanh. Wow, ráng kéo thêm một phát nữa. Còn 60 này thì chắc không sao đâu. Anh em mình có thể vượt qua được. Đâu, gọi là chiến đấu trong đây phải căng não, tính toán đủ các kiểu luôn á cả nhà. Chứ xương xương là quá không nổi luôn ấy. Rồi. Victory ha.
Wow. Ôi ca này ổn không nhỉ? Mình nên thôi, Heroic level 70 mà nó mát cái màu màu tím rồi. Mình vô là mình bị lụm chắc luôn. Ôi ca này thấy được được hơn nè. Wow. Rồi, anh em mình sẽ nhờ trước tiên là mình ôi con này nó đam với mình ấy. Thôi nhờ bé này trước đi ha, lắm. Ui cây nha. Ôi sát thương đam to thế. Ok, chiêu này trước. Wow, hút máu hen. Tình hình này thì chắc có lẽ ổn à. Wow, lắm. Hút máu cái nữa. Ôi, tình hình này anh em mình qua cửa ngon. Rồi, còn một ca cuối các bạn à. Cố lên, cố lên. Hồi hộp và ô lo lắm cơ. Rồi, ok. Wow, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh, đừng quên để lại cho mình một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.